Vâng ạ, nếu nói về chủ đề ước mơ thì chúng ta vẫn thường nghĩ là sẽ tạo ra ước mơ bằng những kỳ vọng ở tương lai hoặc là khơi nguồn từ những mong muốn ở hiện tại. Tuy nhiên, có những người trẻ lại gieo ước mơ từ quá khứ, từ hơn 4.000 năm hào hùng lịch sử của dân tộc ta. Xin mời quý vị hãy cùng đến với câu chuyện đầu tiên của Cất Cánh. Có bao giờ bạn thắc mắc trang phục của người Việt 1.000 năm trước trông như thế nào? Phục sức và lễ nghi cung đình có điều gì đặc biệt? Những người trẻ của Vietnam Center đã giải đáp những thắc mắc này và chắp cánh cho ước mơ xây dựng nhận dạng dân tộc thông qua dệt và may. Từ cuối năm 2017 và đầu năm 2018, buổi trình diễn dệt nên triều đại và tái hiện lễ tấn phong Hoàng Thái Hậu thời Lê đã được diễn ra tại Hà Nội và Sydney. Tháng 6 năm 2020, sách song ngữ dệt nên triều đại tiếp tục đến tay công chúng, dẫn dắt người xem vào hành trình tìm hiểu lịch sử dưới góc nhìn đầy tươi mới. Và trong ngày đầu tiên của năm 2021, dự án Người Việt Xa Lạ tiếp tục đưa ước mơ lan tỏa văn hóa Việt vươn xa khi tái hiện trang phục truyền thống của Việt Nam từ thời Lý, Trần, Lê Sơ, Lê Trung Hưng và thời Nguyễn. Rất nhiều những hoạt động văn hóa đã được những người trẻ này thực hiện bền bỉ trong suốt 4 năm qua. Chúng ta hãy đồng hành cùng ước mơ của họ. Kính chào quý vị khán giả, tôi là Nguyễn Ngọc Phương Đông, đồng sáng lập của Vietnam Center. Quý vị vừa được thưởng thức 10 bộ trang phục của Việt Nam qua các thời kỳ Lý, Trần, Lê, Nguyễn mà chúng tôi đã mô phỏng dựa trên những sử liệu, sắc tín và những tranh tượng thời xưa. Thế thì quý vị chắc hẳn là sẽ thấy có những bộ trang phục nhìn khá là thân thuộc, nhưng mà cũng có những bộ trang phục nhìn rất là lạ lẫm, phải không ạ? Thực ra thì qua mỗi thời kỳ của Việt Nam thì chúng ta có những cái cách ăn mặc, rồi cách để tóc tai, cách nhuộm răng, cách đi giày dép các thứ rất là khác nhau. Và tất cả những cái sự khác nhau, sự khác biệt đó nó đã tích lũy qua rất nhiều năm tháng để nó làm nên cái bề dày văn hóa của đất nước chúng ta. Còn với ông Phạm Sanh Châu ạ, ông đã đi qua rất là nhiều quốc gia trên thế giới, sống và làm việc ở nước ngoài. Vậy thì ông đánh giá thế nào về những nỗ lực phục dựng lại cổ phục và giữ gìn văn hóa Việt Nam trong việc định danh Việt Nam trên bản đồ thế giới ạ? Trước tiên tôi phải nói là tôi rất là xúc động khi được xem cái chương trình trình diễn thời trang này. Bởi vì là tác giả thì lại là học về môi trường, là một ngành kỹ thuật. Và sau đó thì lại đi tìm hiểu và ông bà tổ tiên ta mặc như nào 1.000 năm về trước. Thì điều đấy tôi cảm thấy rất là vui. Điều đấy có nghĩa rằng là thế hệ trẻ Việt Nam không quên đi cái bản sắc văn hóa của mình. Và điều đấy cho tôi một cái đánh giá rằng, giải mãi cho tôi rằng tại sao chúng ta có những lúc mà đất nước chúng ta mất hàng nghìn năm nhưng mà dân tộc chúng ta không mất. Bởi vì văn hóa của chúng ta không mất.
chính vì cái sự trường tồn về văn hóa đó nên dân tộc chúng ta trường tồn. Và chính vì dân tộc chúng ta trường tồn đó đó, có thời điểm nào đó có thể chúng ta bị mất nước trong một thời gian ngắn, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ lấy lại. Và những người như bạn Phương Đông ở đây, những người mà làm trên lĩnh vực khác, hòa nhập ở trong một xã hội rất là phương Tây, nhưng đã vẫn nhớ về tổ tiên của mình thì điều rất là đáng quý. Và nó sẽ hứa hẹn một cái tương lai rất tươi sáng cho dân tộc này, cho nền văn hóa của đất nước này. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Mặc dù đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trang phục đấy và tôi cũng thấy rất là lạ lẫm. Nhưng phải tôi nói phải rất là khâm phục. Cái điểm thứ hai tôi khâm phục hơn nữa, tôi biết rằng là khi mà ra bộ trang phục này thì nào cũng có người ném đá. Nhưng các bạn không sợ. Và các bạn quyết làm để thể hiện rằng là các bạn muốn tìm được cái nguồn gốc của mình. Và cái thứ ba nữa là các bạn muốn giới thiệu cái sản phẩm này cho thế giới, một cái hình thức giới thiệu khác với cái hình thức giới thiệu mà thông thường chúng ta hay làm. Điều đấy cũng thể hiện sự sáng tạo của các bạn trong cách quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn ông Phạm Xanh Châu. Thưa quý vị, qua những gì mà khách mời bình luận ngày hôm nay chia sẻ, chúng tôi thêm hiểu được rằng khi nhìn văn hóa, chúng ta sẽ biết và trân trọng lịch sử, để từ đó rất là tự nhiên thôi, những người trẻ Việt Nam hình thành nên một cái nỗ lực, đó là bảo vệ cái giá trị cốt lõi đã đi cùng dân tộc ta trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, đó là yêu nước, là đoàn kết, là vượt khó và là vươn tầm. Và cũng chính bởi sự gìn giữ văn hóa và tin vào giá trị văn hóa đó của dân tộc ta mà ước mơ để Việt Nam được ghi nhận và được ngưỡng mộ trên toàn thế giới đã được hiện thực hóa. Và sau đây sẽ chính là ước mơ đó được xuất hiện trên cất cánh tháng 1 ngày hôm nay.